chừng nào tạt được thôi chứ. Chừng nghĩa đi uống cà phê không? Không. Cái gì vậy? Có vụ ăn gián hả? Có vụ ăn gián. Có vụ ăn gián nữa. Đây anh chỉ cho vậy nè. Cầm vậy nè. Cầm vậy nè. Tạt xà vậy nè. Nó mạnh. Ok ok ok. Đó. Em cũng vậy. Em cầm này nè. Cái màn chọn đội này lâu kia. Đó. Sao cầm ngược ngạo vậy? Thận tay trái. Trời ơi. Trời ơi. Được. Hay trời ơi. Ơi. Trời ơi. Gần còn chút xíu nữa à. Một xíu nữa thôi là. Ăn gián. Ăn gián. Lần nữa. Ráng em. Ráng lên. Rồi gần được. Gần được. Em. Ráng lên. Cái nữa. Hay. Mới vô mấy cái đội làm ăn kìa. Bên nhóm ơi. Mặt trăng mặt trời ơi. À. Cho Cần Thơ điêu giá được không? Muốn mua ô nào? À nhẹ nhẹ cái A6, A1 thôi. Không lấy B6 luôn. Một ô 10 triệu. Ồ, vậy ngu gì còn mua. Còn 25 triệu mà. 20 là tôi đang mắc nợ, tôi có gì bán cho bạn. Thôi, tôi có tiền. Thôi, nghe giá xong chạy rồi, bye thôi, bye. 5 triệu thôi, 5 triệu tính thôi. Tính ra mình có trả lời đúng, mình vẫn lỗ anh. 5 triệu vẫn còn lời. 5 triệu cho một ô hay 2 ô? 2 ô. Quá lời luôn em ơi, ngon luôn, giá rất hời. 5 triệu cho bao nhiêu anh? 2 ô. 2 ô kìa, 5 triệu rồi. Cho em biết, đây là cái giá rất hời. Okay, có lời mà, cho là làm ăn có lời với 5 lời 500 giận, ô thôi. Chứ những đồ khác người ta bán một từ, một ô không thôi là 7-8 triệu rồi. Đúng rồi, bán cái là về luôn, đâu còn tiền đâu chơi. Mua đi anh. Chơi. Nhiều tiền mà. Giận. Triệu. Giận gì? Nhìn mặt cứ, nhìn thôi, nhìn mặt em đi. Cứ 10 triệu. Bán ô 10 triệu lận. Mắc quá. Nhưng mà nhìn mặt em bán 2 ô 5 triệu rồi. Nhìn mặt em bán 2 ô 5 triệu. 2 ô 5 triệu hả? Ừ. Ờ ha, mua. Mua. Ờ. Giao dịch thành công. Ôi khoan, nhưng mà em chưa bán mà. Ủa sao em sao bán? Trong rồi bên nói thấy ghét quá bây giờ không bán nữa. Đền hợp đồng đi. Mình đền hợp đồng. Cái nốt mà.